96 tuổi không biết, còn chị là bao nhiêu tuổi đây không biết nữa. Chị bao nhiêu? Chị bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con 73 tuổi. Rồi, chị là 73 tuổi, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa Ba. Nhưng bây giờ con chỉ xin kể tóm tắt một ơn đã lâu và mấy ơn mới đây thôi. Vì mấy ơn mới thôi đi rồi, khỏi ơn đã lâu khỏi kể. Rồi ơn mới thôi, rồi nói thầy giờ, rồi ơn mới thôi. Dạ thưa cha, mới đây á là Chúa ban cho con là con có một cái bệnh ho ghê gớm lắm. Bác sĩ chích cho con cả 2 tháng nó cũng không khỏi, bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Thì con cầu xin Chúa cho con đi qua nước ngoài á. Thì con chỉ uống có một nửa lọ thuốc con khỏi luôn tới bây giờ. Đó, rồi ơn thứ hai là Chúa cho cháu nội của con nó sanh mới có 8 tháng thôi mà nó bị mổ cái ruột từ đây ra tới đây mà nó sanh non á, rồi cái người ta cắt cái một khúc ruột, rồi con dâu của con mới hỏi bác sĩ là bây giờ tình trạng của cháu làm sao, thì bác sĩ nói là không có hy vọng gì vì nó ra nước đen rồi, không còn hy vọng gì, mà cầu xin lòng thương xót Chúa. Thì tự nhiên cháu của con mạnh khỏe mà nó khỏi trước những cái đứa khác. Mà bây giờ cháu rất dễ nuôi, mà bây giờ cháu được 4 tuổi rồi. Đó. Và một ơn nữa thì con nhớ đến bao giờ con chết thì thôi, không bao giờ con quên ơn này. Là lúc đó là con khổ lắm. Con có 34 tuổi, chồng con bỏ đi lấy vợ bé. Con nuôi 7 đứa con. Lúc đó con... Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ, năm lúc đó con có 34 tuổi. Lấy chồng năm mấy tuổi? Dạ, là bây giờ con 7. Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? À, con lấy chồng 19 tuổi. Vâng. Lấy chồng 19 tuổi đến 34 tuổi thì có 7 đứa con. Và người chồng bỏ đi lấy người khác. Dạ, mà lúc đó Tết con khổ quá. Con ra đền Đức Mẹ Bùi Thái đó, 30 Tết đó, con mới khóc, con mới xin Đức Mẹ là mẹ ơi, mẹ cho con khổ bao nhiêu con cũng chịu được, nhưng con chỉ xin mẹ một ơn là mai mốt mẹ cho con của con đừng phải khổ. Bao nhiêu cái khổ con xin chịu hết, cho con đừng khổ. Con cầu nguyện đêm giao thừa xong là nặng quá, con vào cái chỗ Đức Mẹ có cái trò, cái vòm này này, con ngồi cho nó bớt nặng cho con ngủ quên luôn. Đến 4 giờ sáng người ta lễ, người ta thấy con, người ta kêu sao mà mùng 1 Tết mình ngồi ở đây, con khổ tới như vậy đó, con nghèo nhớt mùng tơ, nghèo kêu là không có mùng tơ để mà nhớt luôn đó. Thế mà bây giờ Chúa ban cho con cái của con là đàng hoàng hết, là có công ăn việc làm rồi. Chúa, con chỉ xin Chúa là lúc đó con không có nhà ở, con xin Chúa cho con một cái chòi lá thôi, mà bây giờ Chúa cho con cái nhà lầu luôn. Rồi Chúa cho con cái của con bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế hết. Mà con tạ ơn Chúa, con còn được nhiều lắm, nhưng mà thôi con kể sơ sơ vậy thôi. Nếu mà con kể hết thì chắc phải 3 ngày. Chị tên là gì và bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa cha, con đang ở giáo xứ Bùi Thượng. À, dạ con tên Nguyễn Thị Thiệp. Dạ. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đã nói về những cái câu chuyện của bao nhiêu năm về trước, của những cảnh nghèo mà bây giờ giáo điểm của chúng ta đang đi đến những mảnh đời như là chị ấy cách đây mấy chục năm về trước, của những mảnh đời không có mùa xuân, của những mảnh đời chưa biết Tết là gì, cảm xuân thương Tết, của những mảnh đời mà chúng ta nghe cái bài Xuân Muộn đêm qua lúc 1-2 giờ sáng tôi mở nghe cái bài Xuân Muộn. Nhiều khi mơ ước đi lạc vào thiên thai, để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi trời. Xong có câu rất là thương thế này: tiên giới không xuân hạ thu đông, giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Tiên giới không xuân hạ thu đông,
giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Đấy là cái những người chị em của đêm 30 mà đứng dưới chân mẹ mà nói với mẹ rằng bao nhiêu cái khổ mẹ hãy đổ lên đầu con, nhưng đừng để những đứa con của con, 7 đứa nó phải khổ như vậy. Giống như là David ngày hôm nay khóc: Absalom con ơi, ước gì cha được chết thay con. Lòng thương xót là như vậy. Có lẽ là cái lòng thương xót của người mẹ dành cho những đứa con của mình đã chạm đến lòng thương xót của mẹ, lòng thương xót của Đấng Giàu lòng thương xót, mà hôm nay chị đã được như thế này để gửi tặng cho chị con đường tín thác. Nó gian truân, nó vất vả lắm. Một người mà 7 đứa con 34 tuổi bị chồng bỏ để lấy người vợ khác mà vẫn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Một người nghèo mà mùng tơi không có mà rớt, mà bây giờ xin cái nhà lá, Chúa cho nhà lầu, xin cho những đứa con mình được như thế nào thì Chúa cho được như vậy. Chỉ có tín thác mà thôi. Chúa chúc lành cho chị. Và quên còn một cái quạt giao điểm tin mừng nữa, tặng nốt cho chị nha. Rồi, xin mời.